cái chú chủ tàu cho mình thông tin được biết là chiếc này là 700 tấn nha bạn, chở cát lấp. Thì nhận cát là ở ngoài đầu sông nè, mấy cái càng cặp cát ở ngoài đầu sông nữa bạn. Thì bơm cát thì bơm ngay chân cầu này. Thì chân cầu này là ở bơm này, bơm cái nền ở chỗ dưới chân cầu nữa các bạn. Thì lý do là xà lan nhận cát đầy rồi vô đây tới chỗ bơm. Đây là cái phao bơm đây. Vô đây đậu cặp mạng để chuẩn bị bơm rồi. Thì bên đội bơm á, người ta đề máy lên, đề máy nước. Đề máy mà nước, tại vì ở dưới phao bơm thì thường là sẽ có hai máy ha. Một máy bơm nước và một máy bơm cát. Thì bơm nước vô để cho nó lỏng cát, đừng nói cho cát nó ăn được các bạn. Thì anh đề cái máy bơm nước lên, thì xà lan thì chở thì chở cát thì nó vừa qua con lương chút xíu các bạn. Ảnh bơm nước lên nhưng mà cái máy bơm cát thì nó chưa có nổ máy lên. Bởi vì ảnh bơm nước vô trước, đoạn cái bơm ở ngoài phía ngoài máu mũi này nè. Cái bơm nước vô nhiều quá nhưng mà cái ống bơm cát thì mình chưa có hoạt động. Bởi vì nó đầy cái mũi, đoạn cái nó nghiêng tàu qua bển rồi đoạn cái là nó lị luôn ha. Đó là cái lý do chính xác luôn 100%, do anh chủ tàu nói lại. Còn cái tiền mà trục vớt cái chiếc xà lan này lên đó là 120 triệu nha các bạn. Đây chú này là ở dưới Vĩnh Long. Chiếc này là chú này cũng nói là đi tính tiền chiếc này, chứ nữa là bắt đầu là chú cũng đi về Tết đó, nhưng mà xui gỗi các bạn ơi. Bây giờ nói chung là cũng chia buồn với chú ấy ha, chứ bây giờ nói chung cận Tết mà gặp mấy tình huống này phải nói là đau lòng nha các bạn. Hiện tại bây giờ thì là nước đang gồng, bởi vì nếu mà anh em xà lan nào mà tầm khoảng 500 tấn trở xuống, đừng kiểu như là không nên qua lại khu vực này các bạn. Tại vì khoảng thời gian này là nước gồng nè, cạn mé nước đang gồng, nước lớn đầy mà thì đi được ha. Thì hồi nãy mình mới vừa đăng lên một cái video cho mọi người nắm tình hình rồi đó. Đó thì nước lớn thì chiếc xà lan tầm khoảng 500 tấn hoặc là 600 tấn thì mình có thể đi được. Còn lớn nữa thì không biết sao, tại khu vực ở đây thì nói chung là cũng có đá các bạn, chứ thêm cái nữa là cái bãi á. Cái bãi nó cũng lầy nè các bạn, dòm nè ở dưới chân cầu đá cục không à. Bởi vì nói chung là xà lan đi ngang đây thì nó cũng hơi dội mặt đạn chút xíu. Nhưng mà nước gồng thì nó là không thể nào mà ra được. Tất cả các thứ thì anh em xà lan cá đều đang đậu ở ngoài sông lớn để mà đợi trục vớt. Rồi nếu mà nước lớn á, thì mấy anh mới vô. Chứ nước gồng như thế này là không thể nào vô được nha các bạn. Đây khu vực chìm thì nằm giữa chân cầu luôn các bạn. Bởi vì xà lan đi qua lại rất là khó khăn. Với chiều thì sẽ có mấy anh công an giao thông lại ở đây điều tiết các bạn. Tại vì nước gồng bây giờ là chặn luôn rồi. Bây giờ là không cho qua lại, nước lớn đầy thì mới cho qua lại. Đây chú này là như là chú chủ tàu nè. Hồi sớm là mình có trò chuyện với chú ấy. Tính một chuyến này chứ nữa là đi về nghỉ Tết nữa các bạn. Nhưng mà chuyện xui gũi ha. Thì hồi nãy mình có hỏi chú ấy thì ở bên phà bơm người ta có chịu tiếp cái tiền mà chi phí để mà trục vớt lên hay không, thì chú ấy nói là nói chung là bây giờ cũng lu bu, chủ yếu là cố gắng để mà lấy chiếc xà lan lên trước các bạn, để mà cho thông luồng, chứ để không thôi là giao thông đường thủy vô phạt mình đó. Thì cái còn mà cái phần mà thương lượng giữa phà bơm và chủ xà lan á, thì chú ấy nói là để sau khi xong luôn hết trơn thì mới tính sao ha. Tại vì cũng một phần lỗi là do bên phà bơm các bạn. Mấy ảnh đề máy nước lên trước mà máy cát không lên. Bởi vì do bơm nước vô nhiều quá, bắt đầu cái nó nghiêng tàu nó bị lị luôn. Nghiêng tàu trong phía mà xong các bạn, bị lị luôn. Chứ cái này là không phải phá nước ha. Như chú ấy nói là nếu mà trục vớt lên được thì chắc phải là cái tiền máy móc nó cũng hơi nặng các bạn ơi. Tại vì lúc mà đang chìm á, là chú ấy đã kiểu như là đề máy lên để mà đạp lái ra hay là chịu mũi vô á, cắn mũi chịu mũi vô á cho nó trả tàu lại đó. Nhưng mà nó không trả rồi chú ấy để máy vậy luôn, kiểu như là khi mà thấy nó lị xuống rồi chú ấy không dám xuống với hầm máy để mà tắt máy các bạn. Nên là cái máy hoạt động liên tục luôn khi mà nó cái tàu mình nó lị xuống các bạn. Rồi có nghĩa là cái máy kiểu như là nó chạy là cũng như là tan nát hết trơn luôn đó các bạn. Bây giờ nói chung là chiếc tàu đem lên là phải móc cái máy lên làm lại hết trơn toàn bộ 100% rồi các bạn ơi. Chứ nếu mà mình tắt máy kẹp á, thì mình chỉ cần thay nhớt thôi. Tắt máy kẹp là mình chỉ cần thay nhớt, là mình bơm nhớt ra mình xúc rửa mình đổi nhớt mới vô là mình chạy đó các bạn. Còn này máy hoạt động ở dưới nước thì các bạn biết sẵn rồi, nó chạy chừng nào mà miễn dên đồ nói chung là nó sừ nát hết trơn nó mới tắt. Để sau khi trục vớt lên xong thì cũng chưa hết công chuyện đâu ha các bạn. Thì trục vớt lên xong thì cái chiếc tàu kéo này nè, chiếc tàu kéo đang đậu đợi sẵn ngoài nè. Thì chiếc tàu kéo đó sẽ lôi về dưới Cần Thơ để mà đem chiếc tàu lên này sửa chữa bán cát lại làm mới rồi các bạn. Đó là tiền vận chuyển lôi kéo từ đây ở trên từ trên Vịnh Tre này mà đi xuống dưới Cần Thơ là 12 triệu các bạn. 12 triệu với cộng 120 triệu tiền trục vớt xà lan nó là 130 mấy triệu rồi. Rồi chưa tính tới cái tiền mà tiền cát nè,
rồi tiền làm máy lại, làm máy lại ít ít gì cũng khoảng 40 triệu các bạn, máy móc hộp số, rồi đồ đạc bên trong, cửa kính, đồ bây giờ nói chung nó nát hết trơn luôn các bạn, tại vì do cái áp suất nước nó ép vô các bạn. Đây coi bạn, giờ coi mấy cửa kính này nó bể hết trơn ha, bể rất là nhiều kính luôn các bạn. Rồi nếu nãy giờ cộng sơ sơ không là 200 triệu rồi, chưa tính tiền lên bán cá đồ này nọ nữa, nếu mà làm xong xuôi hết trơn nữa chứ mình đoán tầm khoảng 300 ngoài các bạn ơi, 300 ngoài triệu á. Cận Tết mà phải nói là cũng đuối ha. Chỗ này thì có hai chiếc xà lan, nhưng mà một chiếc thì chú ấy bán rồi, giờ còn chiếc này đang chạy công trình ở đây thì gặp sự cố luôn. Chiếc này cái mẫu này là cái mẫu cabin kết nha các bạn, cái mẫu đời cũ đời đời trước nè, đây cabin kết đây. Bây giờ nói chung là ở trong cái dàn lượng là đã bơm cát hết trơn rồi, bây giờ chủ yếu là ảnh đang tắn phao để mà bơm nước ra thôi, tắn phao lấy mũ tắn cửa sổ rồi lại để mà bơm nước cho chiếc tàu mình nổi lên thôi các bạn. Chút xíu nữa chắc lẽ là sẽ nhờ cái dàn phà này nè lấy cái máy Hino 8 để mà bơm nước ra cho nó nhanh các bạn. Ở đây thì mấy anh này đang chuẩn bị đưa thêm một cái máy bơm bên hầm sút bên đây nữa nha các bạn. Đây là cái nắp hầm hồi nãy anh mới vừa đem lên, anh lấy gió đá anh thổi cho một lỗ nè, thổi một lỗ đồng anh đút cái ống vô ha, để mà anh chụp cái nắp hầm sút lại rồi lấy mũ bọc đồ ảnh anh quấn lại cho kính ở dưới mặt nước ha các bạn, tại vì nằm lúc ở dưới cái bô dưới này nè. Đó, vậy cho kính mà đầu cánh mới bơm nước ra, nói chung là bịch tất cả nước hầm, bịch tất cả hầm sút lại rồi mới bơm nước ra các bạn, bơm cho nó nổi lá lên cái rồi mới rút nước trong hầm hàng ra. Mình thấy là cũng bộ mà hơi lâu à, tại vì cái lượng nước mình bơm ra thì nhiều khi mình bịch với nó đâu có kính đâu các bạn, rồi nó cũng sẽ có nước rồi gỉ chảy vô nữa, bởi vì là cái bơm mình nó phải là công suất lớn với thêm cái nữa là mạnh đó, để mà nó lấy nước ra nhiều hơn là cái nước tràn vô thì mới có thể là nhanh chóng được ha. Còn mình thấy đây hiện tại đang bơm hai máy nè, hai máy là hai máy đây, công suất ở đây cũng nhỏ rồi các bạn, nhưng không biết sao đây, để coi là mấy ảnh tính sao hả các bạn. Chứ bây giờ thì nói chung mình cũng tạm chiều rồi, nó bây giờ đã lặn lên nè, nó đem cái nắp xuống rồi đó, cái nắp này là cái nắp hồi nãy dưới nè, anh lặn dưới anh gỡ rồi xong đầu cái ảnh đem lên để mình khoét lỗ, nó mới đầu ập xuống, bắt đầu cái mình lấy bao lấy bọc rồi mình quấn lại. Chung là làm tất cả bằng dưới nước không ha, làm bằng cảm giác thôi các bạn, chứ không thể nào mà thấy đường được, tại vì nói chung nước ở đây thì nó cũng đục chứ nó không có trong xanh giống như là nước biển. Nói chung là quá đuối luôn các bạn ơi, giờ một cảnh này phải nói nhức đầu đi chứ. Đường bây giờ thì nói chung là không có cho chiếc lan hoặc là chiếc ghe nào qua lại hết trơn ha, tại hiện tại nước ròng rồi. Ở bên đây thì hai anh thanh tra điều tiết ha, tầm khoảng giờ chiều nước ròng là anh sẽ chạy lại điều tiết nha các bạn, tại vì sớm nước lớn thì xà lan qua lại lưu thông được nên anh không cần điều tiết, còn nước ròng nước cạn như thế này thì mình phải cần người để điều tiết để mà giữ chân xà lan lại ha, để cho anh em xà lan nào chưa có cập nhật được tình hình thì mình để đậu lại cái chỗ mà an toàn nhất, chứ để chạy gần ở đây thì không có chỗ nào để mà đậu các bạn, thì vòng vòng đa số ở đây là đa số là nhà sàn rồi không à các bạn, này giờ này không có bờ kè hay là cái cây cối để mình cắm mình buộc chân ha. Còn cái phần mũi xà lan thì sớm là anh đã rút hết nước ở trong cái hầm phao hết trơn rồi nè, bây giờ mũi đã nổi lên này, giờ chỉ còn phần lái nữa thôi các bạn, cái lái nổi lên nữa là rất là nhanh. Đây bây giờ thì anh đang rút nước ở bên hầm phao bên đây nữa ha các bạn, còn cái lỗ mà để đi xuống dưới hầm máy anh mình không biết, là chắc mình nghĩ là anh đã bích lại hết trơn rồi, bích lại hết mới đầu mới bơm được ha, chứ còn hầm sút là không thể nào mà bơm được. Chắc con quay đi à? Dạ. Dạ con quay để cho anh em xà lan coi đừng cập nhật tình hình để mà đi á chú. Đi đâu? Đi cái tuyến đường này nè. Để ông coi là mà ông không biết mà ông chạy ra tới đây không có chỗ đậu. Đây ở ngoài này thì có chiếc xà lan đang chuẩn bị vô ha, nhưng mà anh thấy tình hình rồi anh đã phát tay ve lại các bạn. Nó nước ròng này là không thể nào mà vô được ha. Tất cả tất cào luôn, nếu mà chung là mấy chiếc ghe nhỏ nhỏ thì còn qua được, còn mấy chiếc mà bự bự tầm khoảng 500 trở xuống thì mình nên đậu ở ngoài, neo đậu ở ngoài đi các bạn, tại vì trong này nó chung là cũng khá là hẹp nên mọi người không thể nào mà vô được. Nó hiện tại thì nằm chiếc xà lan mà chiếc xà lan chìm thì nằm kiểu như là 6-4 vậy đó, bên bờ bên đây là 6 bên kia là 4 các bạn, với thêm cái nào chiếc bên của mấy anh đội trục vớt nè đang đậu cặp bên bờ bên kia nữa, mình bởi vì cái luồng bên kia nó rất là hẹp ha.
không thể nào mà vô được. Bây giờ ra ngoài bỏ neo rồi chứ không thể nào mà vô được. Bây giờ mấy anh dưới này nói chung là rất là đông ha, đang tính cái biện pháp gì tiếp theo đây, tại vì cái chiếc này đã chìm là 3 ngày nha các bạn. Ngày hôm qua thì cũng đã lên rồi, nhưng mà do nước lớn bắt đầu nhảy lên không kịp, bắt đầu cái là mới chìm lại. Rồi hôm nay thì anh đang cố gắng để mà tính toán kế hoạch để mà cho cái tàu được lên êm đẹp nè. Ở trong vòng vòng ở khu vực cabin đó, thì không biết là còn hàm số hay không, bởi vì anh đang nghiên cứu coi cái là còn cái hàm số này hay không, tại vì bơm từ sớm tới giờ là không thấy chiếc tàu nổi lên ha, nên anh đang nghiên cứu coi là có còn bị bỏ sót cái hầm nào mà chưa bịt lỗ kính hay không, để mà anh bịt lại thì mới bơm nổi lên được các bạn, tại vì cái miệng hàm số nó rất là bự, tầm khoảng 4 tấc vuông vậy. Những cái ống nước mà nhỏ như thế này thì không thể nào mà đủ công sức để mà rút kịp với cái lượng nước nó tràn vô được các bạn. Đang bàn bạc kế hoạch nè, cũng như là anh sẽ mô phỏng cho mấy anh thợ lặn ha, mô phỏng cho mấy anh thợ lặn là hàm số nằm đâu, để mà anh lặn đi dưới anh mò rồi anh lấy mũ anh bịch lại, anh lấy dây băng đồ anh mới bịch. Còn anh này ngoài này thì đang ngắm nghía chuẩn bị vô hay sao đây các bạn. Theo tình hình này thì mình thấy thì chắc ảnh cũng đang muốn vô ha, nhưng mà vô được hay không thì chưa biết đây. Anh cứ ngã cái đầu vô trong miệng giàm hoài nè, vô căng lắm nha các bạn, hẹp lắm, bên kia hẹp lắm với thêm cái là đi nước ngược, chạy ngay đây thì nói chung là không chạy nhanh được. Ôi, có thể là rút lui luôn các bạn ơi, à mình thấy là rút lui rồi, không dám vô rồi. Cái tuyến đường này là giống như là cái tuyến đường chính vậy ha các bạn, tại vì cái tuyến đường này dẫn về bên bến đá anh cho cô rồi đi ra kênh 8000 rồi đi qua bên vùng Kiên Giang đó. Những anh em xà lan cắt đá đi cái tuyến này phải nói là rất là đông đúc, mấy chiếc xà lan tầm khoảng 700-800 tấn là đi đường này là rất là nhiều ha các bạn. Vậy này giống như là cái tuyến đường huyết mạch vậy, bởi vì xà lan đồ qua lại bên đây rất là nhiều, những anh em xà lan cán đồ đang đậu ngoài kia rất là đông đúc luôn, đang đợi để mà chụp gió xong là ảnh sẽ hoạt động tiếp đó. Chiếc này thì nói chung là nhỏ nhỏ gì mà còn không dám vô nè, chiếc này cũng đang chuẩn bị kiếm hướng vô nữa nè. Không biết mà ảnh bàn tới đâu rồi ta, lâu quá các bạn ơi, tại vì bây giờ thì cũng tầm chiều ha, bây giờ thì nói chung là tầm khoảng chiều lắm rồi, nó không biết là có kịp hay không nữa. Hồi nãy là mình nghe nói là ảnh là cố gắng để mà làm đêm luôn đó, nhưng mà không biết như thế nào đây các bạn. Bơm thấy xà lan không lên nước, không có nổi lên nổi, tại vì như là còn bỏ sót một lỗ hàm số nào đó, hay là cái chỗ nào nó chưa kín đó các bạn. Đây, chiếc này vô đây, chiếc này tầm khoảng 200 tấn ha, trong ngoài, có trong ngoài 200 tấn vô trước nè các bạn. Rồi, chiếc này đẹp dữ trời ha, chiếc này như là mới đóng xong hay sao á. Vô còn chua ăn nữa. Chiếc này tầm khoảng 200 tấn nha các bạn, trong ngoài 200 tấn mà vô là vừa hết luôn. Mấy chiếc bự bự tầm khoảng 400-500 thì không thể nào mà vô được rồi. Trong này đang suy nghĩ vấn đề thì đang lên kế hoạch thì tiếp tục, thì cái anh xà lan hồi nãy bắt đầu, bây giờ thì ảnh tiến vô ha. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ bàn bạc với vợ con thì bắt đầu ảnh đã bắt đầu đề máy cho vô dàm luôn các bạn. Hồi này chiều ngang mà nói khá là lớn luôn, để coi anh xử lý như thế nào đây ha. Hình như là anh có thể là anh sẽ kiểu như là anh nhận hàng gấp hay sao đó, bây giờ anh không thể nào mà đậu đợi được các bạn. Bây giờ anh đã tiến vô luôn này. Ôi mẹ ơi, xà lan chiều ngang bự lắm nha các bạn, để coi anh vô như thế nào đây. Hiện tại thì mấy anh em thợ với chủ xà lan nãy giờ thì cũng đang bàn bạc tính toán, nãy giờ nói chung là cũng lâu lắm rồi các bạn, không biết là tính tới phương án gì rồi, nhưng mà hiện tại thì máy móc vẫn chưa nổ lên ha, vẫn còn y cũ vậy nguyên. Đây anh này là anh chơi liều nè, anh vô trước nè, này giống như là mở đường nè các bạn. Đó, trên này là có một cô gái đứng luôn ha, cô gái mở đường đây các bạn, hơi căng thẳng nè.
chị gái đứng ngoài trước để mà chỉ mũi ha, tại vì nằm kiểu như lái ở ngoài sau thì không thể nào mà thấy được cái hướng mũi nó cạn cảnh được các bạn. Nó khi mà chị ấy đi ra mũi đứng như thế này thì nó như thế nào thì chị ấy sẽ chỉ ha, cho cái anh tài công ở ngoài sau dễ kiểm soát tầm nhìn với thêm cái nó dễ chạy. Quá trời cái mũi này cũng mặn lắm ha các bạn. Đây anh tài công này chạy cái mũi cũng mặn dữ ha. Ồ sát gạt luôn trời, sát biên luôn các bạn ơi, sát biên luôn rồi các bạn ơi. Quá căng thẳng, sát bờ luôn rồi. Đây bây giờ nước gồng rồi các bạn. Trời ơi rồi luôn, kẹt luôn rồi. Quá các bạn thấy không, chiếc xà lan ba lớn là tàu nổi, nếu mình vô không được ha. Bây giờ anh ve lại luôn rồi này, giờ ve lại nè, tại vì bây giờ là nếu mà các bạn vô là phải vô gì nè, vô đầu xéo mũi đầu nước trong gồng này, đẩy cao đầu ném nhìn vô bờ khéo nằm vô luôn nè các bạn. Nó bây giờ thì cái chiếc xà lan đang bị tình huống như thế này này, bị tấp mũi bờ bên kia luôn rồi. Chị giống như là kiểu như là trọng tài ha, chỉ đâu là đá đó các bạn. Không biết sao đây, chứ cái mũi bên kia là cạn bờ rồi đó, bên bển có đá nữa nha các bạn. Và bây giờ thì anh bườn qua luôn nè các bạn. Chung chịu trang thì qua cũng được, nhưng mà hơi khó khăn hay với hơi nguy hiểm. Nếu mà có anh em nào mà thợ lặn đang lặn bên bờ bên kia thì nói chung là cũng hơi rung mình á, cái tiếng dừng dừng ở trên chạy gầm mà mình lặn dưới mình nghe ồ thì nói chung là cũng hơi sợ các bạn. Nó cuối cùng thì cũng qua lọt tóc rồi ha, cũng hơi đuối à. Rồi một chiếc đã vô thành công. Mỗi bệnh kia anh đang lấy lại nè, rồi vậy là ok các bạn ơi. Bây giờ thì mấy anh thợ lặn nãy giờ đang tiếp tục lên phương án thứ hai nữa đây. Thì theo mình nghĩ là có lẽ là cũng hơi khó ha, tại vì bây giờ là bên đội Hà Thủy là người ta không xài phao các bạn. Thì từ sớm giờ là mình nghĩ là anh sẽ đem phi lại để mà câu lên, nhưng mà ở dưới ghe dưới phà rồi đó thì không có phi. Bởi vì anh tính toán cái đường là anh chỉ bơm nước ở trong hầm hơi dưới hầm phao qua thôi, là chiếc tàu sẽ tự nổi lên. Nhưng mà cái vấn đề là chiếc xà lan này đã chìm 3 ngày rồi, chứ thì một cái nó là cái sức nặng các bạn, nó đè ép xuống dưới á. Khi mà chìm nó đè ép xuống dưới cát như thế này nè, rồi mình bơm cát ở trong hầm hàng ra nữa thì nó tràn đầy, nó lấp lại kiểu giống như là nó bị hết cái lượng các bạn. Thì cái việc mà anh bơm nước ở trong hầm sút ra để mà nổi lên á, mình thấy nó hơi bất khả thi ha. Đây vấn đề là hầm sút là nó không có kính đáo các bạn. Rồi thả đi. Mấy nhỏ bắt. Thả đi con. Thả đi. Tại vì hầm sút là nói chung là bên xà lan là hàng kiểu như là cũng còn hở chứ đâu có kính đâu. Nó mình bơm ra mừ thì nó vô hết ba rồi. Nếu mà mình bịt kỹ á, chứ nếu mà mình bịt ẩu thì kiểu như là như kiểu giống như sẽ còn những cái lỗ mà còn sót, mình không biết nó kiểm soát nó nằm đâu nữa, giống như là mấy cái lỗ giống như là dây hộp số nè, rồi dây cáp nè, rồi dây qua lăng rồi đó, không biết là chiếc này lái thi lực hay là lái cơi nữa đó. Thì những cái đường ống đó thì của bên thi lực nó đi lên từ ở dưới hầm máy đi lên trên cabin thì nó cũng có lỗ ha, bởi vì mình phải bịt kính hết trơn luôn á thì mới có hy vọng. Đây thì bây giờ tiếp tục cái ảnh gắn bơm nãy giờ ha. Thì các bạn thấy cái thằng cabin đã lú lên rất là nhiều rồi nè, nhưng mà cái này là do nước gồng á các bạn. Nước gồng thì chiều xuống á, tại chiếc cào đã nằm ở trên mặt đất rồi, nước gồng xuống thôi. Còn cái phần nước ở trong bơm có giật hay không thì đó thì chưa biết nữa, tại vì cái chỉ có anh thợ lặn ngoài mới coi được hầm sút thôi các bạn. Đây còn đây là cái chiếc ghe độc đang chuẩn bị ra ở đây. Nước gồng là tất cả anh em xà lan cẩm là qua lại ngay điểm này thì nói chung là gián đoạn ha, chỉ có những chiếc ghe nhỏ lai gai như thế này mới đi thôi. Hy vọng là bữa nay có thể lên, nhưng mà giờ này tầm chiều các bạn ơi,
không biết như thế nào đây. Theo mình đoán là do cái chiếc xà lan nó bị hít cái lường xuống dưới lòng sông nhiều quá, tại vì cạn nằm rất là nhiều ngày rồi các bạn, nên phình lên không biết như thế nào. Cái này có phi á, nếu mà có phi đeo phi vô chỗ bít á, nhiều phi á các bạn, thì có thể là nổi cái lái lên. Còn như thế này thì mình không biết như thế nào, chưa. Rồi thì có lẽ video của mình cũng xin tạm dừng tại đây nha các bạn, tại vì mấy anh thợ cũng đang chuẩn bị đi ăn cơm ăn nước hết trơn rồi. Rồi coi là tiếp tục tối anh có làm tiếp nữa hay không thì mình sẽ quay ra đến cho mọi người xem ha. Thì hiện tại mọi người nên chú ý là nước gồng là không nên ra vô ha các bạn, còn nước lớn thì đi vô thoải mái, tàu tầm khoảng 500 tấn trở xuống. Rồi thì cảm ơn mọi người đã xem hết video này của mình, hẹn các bạn ở clip sau. Nếu mà có gì đó thì mình sẽ tiếp tục cập nhật để mà cho mọi người nắm thông tin nha.